Tại sao cô cứ làm phiền mạnh hoài vậy? Đó là quyền của tôi. Ừ, thì quyền của mày. Trời ơi, làm gì vậy? Mày cướp người của tôi lần nữa. Sẽ giới thiệu với em một người bạn rất là thân của anh. Anh ta rất là hiền. Em sắp sửa bước vào thiên đường của sinh viên rồi đó. Tớ ơi, mở cửa mày ơi. Sao mày về trễ vậy? Chờ cơm mày đến giờ. Ớ, ủa, có bạn hả? Trời ơi, đợi đi xíu coi. Thằng quỷ, đồ đạc quăng lung tung còn nhắc bạn về nữa. Bắt tao dọn hậu quả của mày. Quen quen. Mày tin tao đi. Hôm bữa tao đi quán bar tao gặp nó. Nó không có đàng hoàng đâu. Nó là con nhà đàng hoàng mà mày nói sao vậy? Kia tao thấy rõ ràng chính mắt tao luôn. Mày tin tao đi. Sao tao không tin đâu mày ơi. Kệ tao mày ơi. Anh có bướm nữa mà. Anh nghe em giải thích được không? Anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện không phải là như vậy. Cho em xem, nó cũng phải là một trò đùa, cũng không phải là một trò chơi. Anh yêu em biết mấy, và em cũng thấy tình yêu của anh đây tựa như một tờ giấy. Anh yêu em không phải vì điên, và anh yêu em không phải vì tình. Anh yêu em vì em yêu anh, em có biết không hả? Đưa em đi shopping, mua cho em linh tinh, nào anh có biết? Anh yêu em tha thiết, xa em một đêm thôi. Như 7 ngày chưa thấy, xa em một tháng thôi. Đi một năm không gặp. Em là cái gì và cũng chẳng biết em là cái gì mà em cho anh như thế, như một tên điên. Là những việc mà mình chỉ biết đều là vì em thôi. Vì nhớ em, anh gọi cho em vào lúc nửa đêm và em bắt máy. Lo cho nó quá ha. Để nó coi mình lo cho nó được bao lâu nữa. Mở cửa Tấn ơi. Về rồi hả? Trời ơi. Chào anh. Sao vậy? Anh đâu biết đâu. Lo cho nó quá ha. Để nó coi mình lo cho nó được bao lâu nữa. Chơi với mày từ nhỏ thì hỏi làm sao tôi không biết rõ. Mày có cái to cái nhỏ thì chỉ nhìn sơ tôi cũng biết rõ. Mày thích bóng chém mình quen, mày có mùa đen để người ta khen. Nhưng mày cũng biết mày thằng bóng chém tao quen nó điều bị chém. Là một thằng bạn của mày, tôi không muốn thấy mày xa lại. Tôi biết tao bên cùng bố mày đem bao. Nghĩ rằng nhìn sẵn mà như một lưỡi dao. Cứ được thằng nào thích nhẹ nhàng, thôi cứ thằng nào thích bao tay. Nó không phải là một lời ngại để ngoài. Em phải vào bệnh viện. Giờ cần 20 triệu để mổ gấp. Giờ em không biết phải làm sao cả. Anh giúp em nha. Chị,
Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng giúp em. Hôm nay mới kết được chút định, anh em muốn cà phê. Cái gì? Mày tốt vậy? Làm gì có tiền vậy? Có gì đâu mà tốt, đi dạy kiếm tiền thôi mà. Ok, mượn gì không tao đi mua. Thôi khỏi, tao uống rồi mày điên mình đi. Hôm nay mày được nha. Không, tiền này để tao đóng tiền học đó. Mày lấy đi rồi lấy gì tao đóng nữa? Kệ tao mày ơi. Mày dễ con đàn bà của mày đi. Xin lỗi mày, tao sẽ trả lại cho mày sau. Lấy số tiền này lo cho mẹ em đi. Chỉ là tiền lẻ của anh thôi mà. Trời, yêu anh quá à. Dù sao không có qua có lại mà em. Sẽ không bao giờ phiền anh nữa. Ok, từ đây về sau anh sẽ không bao giờ phiền em đâu. Vì em là con
ấy và một cuộc sống mới. Không ta đành chia tay vì vô duyên vô phận. Từ nay về sau anh sẽ không còn bao giờ yêu ai nữa đâu. Hôm nay về sau anh sẽ không còn bao giờ thương ai nữa đâu. Vì anh đã thấu. Tại sao cô cứ làm phiền Mạnh Hoài vậy? Đó là quyền của tôi. Ừ, thì quyền của mày. Trời ơi, làm gì vậy? Mày không cướp của tôi lần nữa.